Mới đây, thông tin ca sĩ Tuấn Khang, cựu thành viên nhóm nhạc Đình Đám một thời GMC đột ngột qua đời do gặp tai nạn tại nhà riêng ở tuổi 43 đã khiến làng giải trí Việt bàng hoàng. Nhạc sĩ Hoàng Luân, một người bạn thân thiết với ca sĩ Tuấn Khang chia sẻ, anh ấy bị trái múi giờ nên ra thành ban công để hóng gió, sau đó trượt chân té xuống đất. Anh bị té đập đầu và chấn thương, gia đình đưa đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện, anh Khang vẫn còn nói chuyện yếu ớt, sau đó được chuyển vào phòng mổ nhưng không qua khỏi vì quá nặng. Những ngày qua, gia đình vì quá đau buồn nên gia đình chưa chia sẻ thông tin đến công chúng. Nhạc sĩ Hoàng Luân cho biết, sau thời gian dài định cư ở Mỹ, ca sĩ Tuấn Khang có mong muốn trở lại Việt Nam để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Thời gian qua, nam ca sĩ thường xuyên gặp gỡ đồng nghiệp để trao đổi về định hướng mới của mình. Trong năm nay, ca sĩ Tuấn Khang đã có 2 lần trở về Việt Nam. Hồi đầu tháng 8, anh từng về nước và quay lại Mỹ sau đó. Đến ngày 10 tháng 12 vừa qua, nam ca sĩ về Việt Nam một lần nữa để thăm gia đình, nhưng lại gặp tai nạn đáng tiếc và ra đi mãi mãi. Nhạc sĩ Hoàng Luân nói thêm, thật sự tôi rất sốc khi nghe tin này, hai anh em vẫn đang ấp ủ dự án âm nhạc mới, nên việc ra đi vội vàng của anh Tuấn Khang khiến tôi bàng hoàng, khó tin. Anh ấy vẫn còn trẻ, biết bao dự định và hoài bão chưa thực hiện. Hiện tại, vợ ca sĩ Tuấn Khang ở Mỹ chưa kịp sắp xếp để về Việt Nam, cô không được nhìn mặt chồng lần cuối. Sự ra đi của ca sĩ Tuấn Khang khi vẫn còn nhiều dự định dang dở đã khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả xót xa, thậm chí ngay cả ba mẹ cựu thành viên nhóm GMC cũng không tin con mình qua đời. Bàng hoàng, quá bàng hoàng, chỉ có thể nói như vậy khi nhận hung tin này, cả ba mẹ của Tuấn Khang GMC đến hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Bạn bè đến thời điểm này vẫn còn rất nhiều người chưa biết tin Khang đã ra đi vĩnh viễn. Sao vậy Khang ơi, anh sang Mỹ định cư năm 2017 và tập trung vào công việc kinh doanh. Mới đây, anh về Việt Nam thăm ba mẹ, dự kiến thực hiện sản phẩm âm nhạc cũng như đêm nhạc riêng thì bất ngờ gặp tai nạn qua đời ở tuổi 43. Nội dung bài đăng của người quen ca sĩ Tuấn Khang. Trong khi đó, Hồng Vân viết, sao ra đi đột ngột quá? Lưu Ánh Loan không tin, đây là sự thật. Trời ơi, đọc tin mà em bất ngờ quá, cuộc sống thật vô thường, cô tâm sự. Hiện tại, ca sĩ Tuấn Khang đã được gia đình hỏa táng, hài cốt được mang về nhà riêng ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại những lời chia buồn trước sự ra đi của Tuấn Khang. Nam ca sĩ Tuấn Khang, sinh năm 1980, xuất thân từ nhóm nhạc GMC, nhóm nhạc Đình Đám của thập niên 2000 với những bài hit Đêm Trăng Tình Yêu, Tình Mãi Theo Ta. Khi GMC tan rã vào năm 2006, Tuấn Khang hoạt động solo nhờ ngoại hình sáng và chất giọng đặc biệt. Anh tiếp tục ghi dấu ấn với những ca khúc tự sáng tác. Trong Tình Yêu, Người Ta Nói, Anh Sẽ Cố Quên Em, Đàn Ông Không Được Khóc. Năm 2008, Tuấn Khang bén duyên với phim truyền hình qua 2 bộ phim Truy Tìm Dấu Vết, Ám Ảnh Xanh. Năm 2013, nam ca sĩ trở lại âm nhạc với album Ký Ức Vô Tình, gồm những ca khúc ballad mang giai điệu nhẹ nhàng. Năm 2016, Tuấn Khang kết hôn với một người phụ nữ Việt sống tại Mỹ. Đến năm 2017, nam ca sĩ sang Mỹ định cư cùng vợ con, vừa kinh doanh vừa tham gia các chương trình ca nhạc tại hải ngoại.